Tân Kiệt, mày còn sống à? Tao đang bực bội muốn giết người, mày dám xuất hiện ở đây sao? Mày chán sống rồi. Sao? Mày sợ xanh mặt rồi hả? Em tưởng anh đâm luôn rồi chứ. Mày còn dám về đây sao? Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ tại các anh du quan cho em thôi. Ai anh em với mày? Anh nghĩ lại đi, tình trạng này y chang như thằng Nhí lần trước. Nếu như em là nội gián, em còn dám quay về đây không? Với lại em làm gì được bao lâu? Ân quán gia Lý và Minh Dế liên quan gì đến em? Mày về đây làm gì? Trả thù, trả thù cho Như Kiều. Nó sao rồi? Nó chết thảm lắm, mất luôn đứa con trong bụng. Thôi được rồi, lên xe rồi nói. Em muốn chứng kiến vợ chồng Tài Hồng lụi bại. Tao liên lạc với thằng Hùng hoài mà không được. Vợ chồng nhà kia là chia rẽ anh với ông Hùng rồi phải không? Tao không biết nữa, nhưng mà thằng Lâm bị bắt rồi. Em biết cho nên em mới dám ra đây gặp anh đây nè. Riết rồi không biết ai là bạn, ai là thù nữa. Bây giờ chỉ có cách là vợ chồng Tài Hồng á rời khỏi chỗ đó thì tình cảm anh em của anh sẽ trở lại như ngày xưa. Mày có cách hạ bệ vợ chồng nó à? Nếu như em có cách thì sao? Được, về nhà thằng Hào đi nói chuyện. Tao không thích nói qua nói lại mất tình nghĩa anh em. Ok. Vô đi. Muốn chơi chỉ gì mà soi mói dữ vậy mày? Anh đừng có nói bậy, chỉ là thói quen thôi. Đừng để thằng Tào Tháo kia nó biết, nó không thích ai soi mói đâu. Vô đi. Mày đánh cái gì đó? Mày dẹp đi, đi. Sáng giờ thua hoài, xui quá. Có ai tới nè? Mẹ mày tới số rồi, đánh nó cho tao. Dạ. Mày dám đánh đàn em tao hả? Mẹ, mày làm gì vậy? Đó là cái thằng nội gián với thằng A Lý hôm trước đó. Ông làm nói nghi ngờ thằng Minh là tao nghi luôn cả mày rồi. Tôi chỉ bị quan thôi. Mày bị quan hả? Để tao bắn mày chết coi mày có quan hay không hả? Nè, sao không nói giùm tôi một tiếng? Ông nghĩ sao đưa nó tới đây vậy hả? Mày muốn nói gì tự nói cho nó biết đi. Mày muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn trả thù cho Như Kiều thôi. Nếu không tin ông bắn đi. Con Như Kiều thì dính con mẹ gì tới anh em tao hả? Tôi muốn vợ chồng ông Tài phải thân bại danh liệt. Mày đừng có đánh trống lảng, tụi mày ra ngoài hết đi. Dạ.
Tao nghe nói có rất nhiều chứng cứ, chính mày là đội gián. Còn con Kiều hả? Nó chết là tại vì nó ngu, tại vì bao che không đúng người. Ông im đi. Tôi không cho phép ông nói gì như Kiều như vậy. Mày mới là thằng im đi đó. Hứ. Tao chưa nói nó là gái là may lắm rồi. Còn mày, đến bây giờ tao vẫn nghĩ mày là đội gián đó. Mày mà giải thích không xong tao bắn dở sọ mày đó. Ông mới là người cần phải giải thích. Tại sao ông có suy nghĩ như vậy? Mày bỏ xuống xuống đi. Mày nóng nảy quá. Nóng nảy gì? Ông nghĩ coi, ông Lâm nhà mình bị bắt tới bây giờ chưa đưa ra xét xử, dù có chứng cứ ra rành, chứng tỏ là công an muốn tìm thằng Hùng thôi. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Không liên quan tới mày hả? Nếu không vì tung tích của ông Hùng thì thằng nội gián như mày có nhọc công trà trộn vào băng đảng của tao không hả? Mấy năm trời như vậy. Tôi chỉ vô mới có gần một năm thôi mà. Anh có nhớ vụ thằng Nhí không? Khi anh Lâm nghi ngờ nó là nội gián, nhưng cuối cùng nó có phải là nội gián đâu. Tôi không ngại cực khổ, thậm chí hy sinh cả xương máu của mình, ngay cả bản thân anh bị cắt tay như vậy, lỗi tại ai? Có phải tự nhiên ông Tài xen ngang vô mối quan hệ giữa các anh và ông Trương Hồng không? Tôi nói có lý đó. Tao hỏi lần nữa, mày có phải là nội gián hay không hả? Tao nói rồi mà. Nhưng mà tôi muốn nó trả lời. Mày nói đi, mày có phải là nội gián hay không hả? Không. Mày mà nói có là tao bắn bỏ mẹ mày rồi. Tao thật không hiểu, mày làm sao có thể thoát được khỏi nhà bà Hồng vậy? Thì em đã nói rồi, chỉ là do may mắn thôi. Cũng may nhờ ông quản gia hỗ trợ, cho nên em mới chạy thoát được. Chắc hẳn là các anh vẫn còn nhớ ông quản gia mà đã từng đưa các anh tới hồ cá sấu hả? Tao nhớ. Ông ta chỉ làm cho bà Hồng à? Không, lúc em đến thăm thì ổng đã bỏ việc xin về quê rồi. Để tao tìm ổng, hỏi cho rõ rồi mới tin mày được. Tùy anh thôi. Mày có cách gì hả bê vợ chồng thằng Tài à? Tôi nghe nói là ông Hùng chuẩn bị chuyển hướng qua bên Cam làm rồi đó. Sao mày biết tin này? Những người bề trên làm sao mà nắm rõ thông tin bằng đám lâu la ở bên dưới. Nói chung là rất khó giải thích. Ví dụ như chuyện ông Hùng nói các anh xử ông Lâm vậy đó. Sao cái gì nó cũng biết hết vậy? Tại nó có tài. Mày tiếp đi. Tôi được biết là ông Hùng sẽ nhờ vợ chồng kia sắp xếp đường dây làm ăn đó. Rồi sao nữa? Nếu như mình đi trước một bước, sắp xếp cho ông Hùng vụ làm ăn này, thì vợ chồng kia sẽ không còn đất để dùng võ. Chưa chắc đâu. Vợ chồng nó phụ trách cái mạng khác. Anh quên một điều rằng, từ xưa đến nay ông Hùng không bao giờ tin ai à? Nếu như mình tiếp xúc được với ông, làm việc cho ông nhiều hơn hai vợ chồng kia, rồi về lâu về dài chắc chắn họ sẽ có xích mích. Lúc đó các anh muốn làm gì chả được. Ý của mày là muốn làm cho thằng Hùng tin tưởng, sau đó chia rẽ nói với vợ chồng thằng kia hả? Đúng là như vậy. Biết đâu lúc đó ông Hùng sẽ giao hết toàn bộ chuyện làm ăn, chỉ huy cho các anh thì sao? Cũng thú thật, em đang nản Trương Hùng lắm đây. Một con người đầy mưu mô, đầy tham vọng, mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.
Công nhận lỏng đang gặp thời thế, nhưng mà nói trắng ra, nếu như không có sự hỗ trợ của các anh thì làm sao Trương Hùng có ngày hôm nay, đúng không? Tôi không phải là người trong cuộc, nhưng tôi biết rất rõ chuyện năm xưa Trương Hùng đã cấu kết với Cường Sói, giải giật cướp hàng, gây ra cái chết của ông già các anh. Đó là chuyện hoàn toàn có thật, và đàn em Cường Sói có thể xác minh được chuyện này. Anh nghĩ coi, ngay cả bản thân anh còn bị chặt đứt một ngón tay như vậy, có khác nào mấy thằng lóc cóc len ken ở đầu đường xói chợ đâu. Chưa kể lời đồn của bà Hoa năm xưa nói lộng Trương Hùng và các anh không hề có huyết thống gì cả. Còn cái chết của bà Hoa và thằng con của bà nữa. Thật tình em không dám nghĩ cái chết của tụi nhỏ chỉ vì những nghi ngờ của Trương Hùng. Anh thấy chưa, từ khi ông Lâm bị bắt đến bây giờ, ông cũng chưa lộ diện để hỏi thăm một tiếng nữa. Thôi đủ rồi. Mày muốn cái gì? Mày muốn anh em tao phản thằng Hùng đúng không? Hả? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ bức xúc cho các anh thôi. Nếu như các anh làm thủ lĩnh á, thì tụi nhỏ, thằng Nhí và tôi đã không phải bán mạng và chết một cách oan uổng như vậy. Nè, dù gì tụi tao cũng là anh em, không có chuyện phản phúc ở đây, mày nghe chưa? Ai nói vậy? Ai nói nó là anh em? Hả? Quan trọng là trong đầu của nó có nghĩ mình là anh em không kìa. Tôi nghĩ là không đâu. Mày im đi. Nó nói đúng đó. Chuyện này tôi với ông còn phải tính lại đó. Tôi thấy thằng Kiệt nó nói đúng đó. Tao không thích lộn xộn nghe, nhưng mà ông cũng biết, trước sau gì thằng Hùng nó cũng triệt hạ tụi mình mà. Nó chỉ có một mình, làm được cái gì? Bây giờ thì nó một mình, nhưng mai mốt nó kiếm thằng A Lý, thằng A Hải khác, rồi con Hồng, thằng Tài khác, để hạ bớt quyền lực của mình. Tao thấy dù sao nó phải tin mình hơn người ngoài, nhất là cái tụi mới du nạp. Ông làm rồi. Ông giải thích coi, tại sao khi ông Lâm bị bắt nó kêu mình quay mặt là sao? Chuyện đó tao chưa liên lạc được với thằng Hùng. Thì con Hồng cũng đã truyền lời của nó rồi còn cái gì. Nhưng mà chính thằng Hùng nói tao mới tin. Ông ngây thơ quá hả? Tôi nè, nó còn chặt tay. Ông Lâm bị bắt là chuyện nhỏ. Tao nghĩ nó không làm như vậy đâu. Giờ ông nói coi, nó cấu kết với thằng Cường Sói hại ông mang tiếng giết cha là sao hả? Ông Chỉnh à, ông mở con mắt ông ra mà nhìn đi. Biết bao nhiêu người liều mình vì cái sự nghiệp này, cuối cùng thì được cái gì hả? Cái gì? Cuối cùng chỉ để phục vụ cái chuyện làm giàu của thằng Hùng mà thôi. Bằng máu, bằng mồ hôi, bằng sinh mạng của tụi mình nữa. Khi nó không hài lòng chuyện gì, hay là nó quá đa nghi, nó đối xử với mình như thế nào hả? Nó tàn bạo như thế nào? Alo. Thằng Hùng. Thì mở lo đi.
Tao nghe. Hello ông anh, tôi muốn ông với thằng Hào đi dẹp tụi đàn em cường sói ở biên giới Việt Ca, mở đường cho vụ làm ăn sắp tới của mình. Vụ gì? Tụi khách Lào hôm bữa vẫn muốn lấy hàng, nên phải tìm thêm nguồn cung mới và chuyển ngược lên Cam đi bằng đường khác. Còn vụ thằng Lâm mày tính sao? Tạm thời cứ để cho công an giữ đi, khi có điều kiện thì xử lý gọn gẹ. Nếu ông gặp thằng Dí hay bất kỳ thằng đệ tử cũ bên này mà vẫn chạy sang làm cho cường sói, các người nhất định phải bắn bỏ không thương tiếc. Mày đang ở nhà thằng Tài hả? Ờ phải, nhưng tôi phải đi ngay, không gặp được ông đâu. Có gì cứ nói với Hồng nha. Đó, ông thấy chưa? Ông thấy lòng dạ của nó chưa? Ông tội nguyện chưa hả? Hả? Từ lúc con Hồng thuê người quản lý quán bar này, tao không muốn tới đây rồi. Để tôi coi đám đàn em ông Lâm còn bao nhiêu thằng, không thôi bỏ đi hết thì uổng lắm. Ê ê ê ê, tụi bay làm cái gì vậy? Dạ, cái gì? Dạ bỏ anh. Cái gì? Ai kêu tụi bay làm? Là tôi. Cái gì? Nè, trong ngày hôm nay phải dọn dẹp hết chỗ này nghe chưa? Dạ. Dạ. Bà làm cái gì vậy? Hả? Đây là địa bàn thằng Lâm, muốn làm gì thì chờ nó về rồi mới làm. Mức án thấp nhất của Trương Lâm là dựa cột. Nếu nó có cơ hội sơ sẩy thì sát thủ của ông Hùng sẽ xử nó. Mấy cậu muốn tôi chờ đến bao giờ đây? Còn đám đàn em của ông Lâm, bà tính sao đây hả? Hả? Tụi nó bỏ theo thằng Nhí hết rồi, còn mấy đứa đâu mà xử? Ủa, tôi nghe là ông Hùng giao cho cậu trong vòng 2 tuần phải triệt hạ băng cường sói để lấy địa bàn cho ảnh. Công việc tới đâu rồi mà sao cậu rảnh rang tới đây vậy? Chuyện này không cần mà phải lo. Anh Hùng kêu tôi phải để mắt đến các anh, tôi chỉ làm nhiệm vụ được giao thôi. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với thằng Hùng. Anh Hùng nói cần gì thì cứ nhắn với tôi. Bộ nó sợ tôi này hả? Nó không sợ nhiều thông tin à? Thật sự là các anh quá đa nghi rồi. Anh Hùng đã giao trọng trách cho tôi thì chắc chắn là có lý do. Thật sự là chúng tôi đóng cửa một số địa bàn để bộ máy của mình hoạt động tốt hơn. À, đây nè, có nguồn tin cho biết khuya nay cường sói sẽ cho người bốc hàng để cung cấp cho casino ở biên giới. Các anh tới đó gặp gỡ thăm nom ổng đi. Và tôi đi lo chuyện cường sói, ông có đi không? Không, nhưng tao chở mày tới chỗ đàn em của mày.